bạn sẽ thấy trên đường phố có rất nhiều quán ốc đang kinh doanh. Trong số những quán ốc mới mở, có những quán ốc rất là đông khách và cũng có những quán ốc kinh doanh không thành công. Vậy nếu sắp đến bạn muốn kinh doanh quán ốc mà chưa biết mở quán ốc cần bao nhiêu vốn, mở quán ốc có khó hay không, hãy cùng xem video này với blog khởi nghiệp bạn nhé! Mở quán ốc cần bao nhiêu vốn? Ưu điểm lớn nhất của mở quán ốc chính là số vốn bỏ ra không nhiều. Đối với những quán ốc nhỏ thì chỉ cần từ 40 đến 50 triệu đồng đã có thể mở quán ốc rồi. Trong số vốn mở quán ốc ở trên, bạn có thể chia thành từng hạng mục khác nhau như sau. Mua bàn ghế, chén, bát ở trong quán ốc khoảng từ 7 cho đến 10 triệu đồng. Nhập xỉ ốc về bán khoảng 2 triệu đồng trên một ngày. Thuê đầu bếp nấu nướng với lương khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng. Thuê nhân viên chạy bàn từ 1 đến 2 nhân viên, lương khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng trên một nhân viên làm theo ca. Số vốn mở quán ốc còn lại thì dùng để thuê mặt bằng. 2. Mở quán ốc bao lâu thì thu hồi vốn? Bạn sẽ dễ dàng nhận ra ưu điểm của việc mở quán ốc chính là dòng tiền xoay vòng nhanh. Bạn bỏ ra số vốn để nhập nguyên vật liệu để bán. Và nếu bán được thì chỉ sau một đêm, chủ quán có thể thu lại được số vốn để bù đắp vào việc trả tiền nguyên liệu. Và trung bình tại một quán ốc bán được từ 15 đến 25 bàn một tối. Và mỗi bàn thì bán được từ 200.000 đến 300.000 đồng. Doanh thu một buổi khoảng từ 4 đến 7 triệu đồng. Trừ đi chi phí thì kiếm được từ 1 đến 2 triệu đồng tiền lãi. Và thời gian thu hồi vốn của quán ốc thì khá nhanh, chỉ chừng từ 1 đến 2 tháng nếu kinh doanh ổn định. 3. Mở quán ốc cần học cách chế biến ốc và cách pha nước chấm. Nếu muốn mở quán ốc thành công thì ngoài mặt bằng dễ tìm, thì hương vị của món ăn phải ngon thì người ta mới tìm đến nhiều. Và kinh doanh quán ốc, quan trọng nhất là khâu hương vị, bởi có rất nhiều quán ốc nhỏ nằm ở vị trí khuất tầm nhìn. Tuy nhiên vẫn nườm nượp người đến ăn vì hương vị của nó. Nếu muốn tìm chỗ nhập xỉ ốc tươi và ngon và có uy tín, thì hãy nhờ người bán làm sạch đất cát ở trong ốc để bạn đỡ mất thời gian ngâm rửa lâu nhau. Cách chế biến các món tự ốc cũng rất là phong phú. Ốc có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như là ốc luộc, ốc xào, ốc hấp, vân vân. Vì ốc là món ăn phổ biến, cho nên từng vùng miền khác nhau sẽ có những cách nêm nếm khác nhau. Và kinh nghiệm mở quán ốc thành công là bạn cần học cách chế biến theo địa phương đó hoặc là mang hương vị ốc của địa phương khác đến với quán ốc của mình. Kinh nghiệm mở quán ốc đông khách còn nằm ở chén nước chấm đậm đà và sánh mịn. Vì ốc ngon nhưng mà nước chấm không hấp dẫn thì cũng coi như bạn chỉ thành công được 50%. Vì thế khi mở quán ốc, bạn nên có cách pha nước chấm riêng, tạo nên phong cách độc đáo cho quán mình để thu hút được nhiều khách hàng hơn. 4. Lựa chọn đối tượng khách hàng của quán ốc. Không phải quán ốc chỉ đơn giản là quán ốc đâu nha. Quán ốc được phân chia thành nhiều loại, từ quán ốc cao cấp cho đến quán ốc bình dân. Và chính vì thế, mở quán ốc thành công, bạn phải xác định được phân khúc khách hàng. Trước khi mở quán ốc, hãy lên kế hoạch kinh doanh quán ốc cụ thể. Ra soát xem khu vực đó có quán ốc nào hay không, các quán ốc có đông khách hay không, rồi sau đó mới tính toán để mở quán ốc cho chuẩn nhất bạn nhé. 5. Lựa chọn mặt bằng mở quán ốc như thế nào? Lợi thế của quán ốc là bạn không cần một mặt bằng thật to, mà cái bạn cần chính là menu thật là phong phú. Chính vì thế nếu thuê mặt bằng mở quán ốc, thì bạn chỉ cần thuê mặt bằng từ 30 đến 50 mét vuông là hợp lý cho những quán ốc mới mở. Và nếu không tìm được mặt bằng ở mặt đường thì bạn có thể chọn mặt bằng mở quán ốc ở những con hẻm nhỏ, nhất là những con hẻm nổi tiếng về kinh doanh ẩm thực. Tuy nhiên, kinh nghiệm mở quán ốc trong hẻm dù mặt bằng nhỏ nhưng phải có chỗ để xe, dễ tìm và an ninh tốt. 6. Chọn nơi nhập xỉ ốc và các nguyên liệu. Bạn có thể nhập xỉ ốc tại những chợ đầu mối lớn hay là các đại lý thủy hải sản, vân vân. Kinh nghiệm mở quán ốc cho người mới bắt đầu là những ngày đầu tiên thì bạn nên lấy số lượng vừa phải, chỉ dùng trong ngày. Hôm nào lấy thì bán hết hôm đó, như vậy thì ốc sẽ ngon và tươi hơn. Và ngoài nguyên liệu chính là ốc, thì bạn cũng cần tìm mối cung cấp những nguyên liệu khác như là dưa chuột, củ đậu, trà đá, nem chua, mì, rau, vân vân để giúp thực đơn phong phú hơn, cũng như khi ăn ốc không bị ngán bạn nhé.
7. Kinh nghiệm mở quán ốc vỉa hè. Để mở quán ốc vỉa hè đông khách lợi nhuận cao, bạn cũng cần chú ý một số điểm sau đây. Thứ nhất, nguyên liệu đảm bảo phải sạch, tươi, vì ốc là món dễ gây dị ứng và khá là lạnh bụng. Thứ hai, chú trọng đến quảng cáo trên mạng xã hội, đặt bảng hiệu lớn, tờ rơi để tăng sự thu hút đối với khách hàng. Thứ ba, training kỹ nhân viên về thái độ phục vụ khách hàng, sao cho cởi mở, nhanh nhẹn, tươi cười để gây được thiện cảm. Kinh nghiệm mở quán ốc thì cũng không quá khó nhỉ. Mở quán ốc là loại hình kinh doanh đang được rất nhiều người hướng đến. Nếu bạn cũng có niềm đam mê về kinh doanh thì tại sao không thử mở quán ốc bạn nhỉ? Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.